Xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh của Nắng Solar. Thì vẫn tiếp tục trước mặt anh em đây là tủ điện năng lượng mặt trời cho các đơn vị đặt hàng của bên của kênh Nắng Solar. Đó, thì trước mắt anh em đây là có 1, 2, 3, 4, 4 cái tủ. Đó, và trước mắt kia là một cái tủ 1 MW. Thì bây giờ đủ tất cả các loại tủ thì mình sẽ review từng loại tủ một cho anh em. Thì tủ ở đây thì mình cũng hoàn thiện đến cơ bản, đến khá cơ bản, đến khoảng 90% rồi. Chuẩn bị làm một cái những cái thao tác dọn vệ sinh tủ và dán tem mác, hoàn thiện tủ nữa là hoàn thiện những cái tủ để mình giao ra cho anh em đúng cái tiến độ, để anh em có đủ tủ điện ra công trường để lắp ráp cho cái hệ thống của mình đấy, cho đúng tiến độ. Thì trước mắt anh em đây, đầu tiên đây là cái tủ điện năng lượng mặt trời 50 kW, với công suất 50 kW. Đó, thì ở bên ngoài vỏ tủ sơn tĩnh điện màu ghi sáng đấy. Thì tủ khá cơ bản thôi, không có làm đồng hồ, tùy theo option từng khách hàng đặt một. Thì đây trước mắt đây là cái tủ 50 kW đấy, 50 kW. Mình sẽ mở ra tủ ra bên trong gồm những cái gì. Bật nó xuống em. Bật nó ra. Bật xuống, bật sang bên giá. Rồi. Đây là cái tủ 50 kW. Thì tủ điện này 50 kW để cho con inverter 50 kW của hãng GrowWatt. Đấy, với tổng công suất là 50 kW. Số xi trinh là 12 tấm. Thì mình làm 12 CBDC. Đó. 12 CBDC 1000V, 32A và chống sét 800V. Đấy là phía DC. Đó. Thì tủ này là tủ dạng treo tường. Thì mình vẫn chưa lắp cái móc cái tay treo lên. Đó, sẽ có cái móc tay treo để cho mình dễ thi công và thao tác ngoài công trường. Dưới đây mình đã đột lỗ 2 4 6 8 10 10 cái lỗ kia là để mình luồn dây DC vào, và hai lỗ to là mình luồn dây AC. Đó, để cho em có thể thích luồn dây AC dưới được, ở trên nắp máng này cũng được. Trên nắp máng đây thì mình có thể đi cáp từ trên xuống. Đấy, để cho anh em dễ cho thao tác thi công nhất. Đó, đây là tủ này, tủ 50 kW này. Đây thì sinh tiếp theo đây. Bên cạnh đây là tủ này, là tủ điện năng lượng mặt trời, tủ hòa lưới AC/DC luôn, với tổng công suất là 25 kW, sử dụng biến tần solid 25 kW. Đấy, với 6 xì trinh. Đấy, phía DC 6 xì trinh thì mình sẽ làm 6 CBDC và chống sét DC 800. Đấy, và phía AC thì có chống sét AC và MCCB AC. Đó, và đèn báo trạng thái pha. Đấy, tủ này thì mình thiết kế khác đi một chút. Tủ này có mái che, tại vì cái tủ này khách hàng để ngoài trời nên mình phải thiết kế cái mái che để cho đảm bảo cái độ che chắn mưa gió nước, không ảnh hưởng gì đến thiết bị điện bên trong về lâu về dài. Đó, về lâu về dài. Cái này là cái nắp đế của tủ bên cạnh. Thì tiếp theo bên cạnh anh em thấy đây, hai tủ này giống nhau này. Hai tủ này giống nhau thì review một cái thôi cho đỡ tốn thời gian của anh em. Tủ này là tủ điện năng lượng mặt trời, tủ điện trong để trong nhà, dạng để dưới đất. Đấy, tủ này là nó cao đến 1 mét cơ. Tủ này cao 1m3, 1m35. Đâm ra là mình phải thiết kế nó 1m35, đâm ra mình phải thiết kế treo không có được, nó rất là nặng. Vậy nên mình phải thiết kế dạng để dưới đất. Đấy, tủ để dưới đất và mình sẽ đi máng cáp từ luồn từ dưới lên và có thể vào từ trên xuống. Đó. Đó. Rồi mình quay review cho nó rõ. Thì mình có thể luồn cáp DC từ dưới lên, thì mình đã khoét lỗ của cái đế. Đây. Khoét lỗ đế đằng sau đây. Đó, lỗ đế nha anh em. Tiện cho anh em để cho mình có thể thi công dễ dàng nhất. Đó.
Thì cái tủ ấy thiết kế cho form inverter gì nhỉ? Cho inverter, thiết kế cho inverter sân rau 110 đó. Con này đến 20 xì trinh thì mình cũng làm như các tủ bên cạnh luôn. 20 xì trinh thì làm 20 CB DC 1000 và chống sét DC 1000. MCCB thì làm MCCB slider 200A loại chỉnh dòng phong từ 160 đến 200A, chống sét DC AC ATX, cầu chì đèn pha. Tủ bên này cũng vậy luôn. Đó. Hai tủ tương tự như nhau. Đó. Tiếp theo là đến thí sinh tiếp theo là cái tủ điện năng lượng mặt trời, tủ hỏa lưới AC cho hệ 1 MW. Đó. Thì tủ này thì cũng nhìn cũng cũng to đấy, nhưng mà bên trong cũng bình thường à, không có gì hết. Đó. Về bên ngoài thì tủ cao 2m2. Cao 2m, đúng rồi, cao 2m. Mới 1m2 vậy. Quên mất. Bề rộng thì khoảng 1m2. Đấy, 1m2, sâu 1000. Tủ này được thiết kế với dạng tủ để ngoài trời. Tủ hai lớp cửa. Có hiển thị thông số đèn báo pha, đồng hồ đa chức năng Selec. Đấy. Giờ mình sẽ mở rõ bên trong hơn cho anh em cùng xem. Đó. Thì đến cái lớp cửa. Đấy, hơi ho. Đến cái lớp cửa thứ hai thì nó sẽ có những cái mặt đóng cắt của CB và ACB thò ra. Đấy, để bạn làm để cho mình bảo đóng cắt nó an toàn đó. Đấy thì bên ngoài lớp cửa thứ hai thì có cái ACB 1600A 4P và cấp cho MCCB nhánh là 12 MCCB nhánh 4P hàng Mitsubishi đó. Mở ra đó thì tủ này cũng hoàn thiện rồi, hoàn thiện đến 95% rồi đấy. Đó. MCCB nhánh là 160A với 10 MCCB nhánh, lộn 12. Chống sét thì chống sét AC Schneider. Tủ bên mình thì cũng khá là cạnh tranh về giá. Chất lượng thì cũng đảm bảo cho anh em. Tại vì mình toàn là anh kỹ thuật nên làm cũng phải đảm bảo chất lượng. Về của tủ. Tủ thì thật ra bên trong nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà đảm bảo chỉ số cách điện và độ an toàn và kỹ thuật đó. Đó thì cơ bản là có những cái tủ như vậy thôi, và bên mình cũng sẽ làm thêm nhiều cái form tủ để review lên cho anh em nữa. Đây, bộ máy làm đồng bớt ba đó. Thì anh em có nhu cầu làm tủ điện thì liên hệ đến số điện thoại ở trên màn hình 0888 999 084. Liên hệ trực tiếp đến Sơn, Zalo số điện thoại đó của mình luôn để được tư vấn kỹ thuật và mình bán tủ. Anh em cập bán tủ và trong quá trình thi công lắp đặt đầu nối tủ điện hòa lưới inverter có khó khăn gì mình sẽ support hỗ trợ anh em để hoàn thiện những cái sản phẩm hay nhất và đẹp nhất. Xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi cái kênh của Nắng Solar. Thì mong anh em đăng ký kênh ủng hộ cho mình ngày càng phát triển hơn, anh em bên mình ngày phát triển hơn. Xin tất cả cảm ơn, chào tất cả anh em và cảm ơn anh em đã theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại với những cái video lần khác. Cảm ơn rất nhiều.